Nụ hoa tam thất của nhà em vừa về rất là nhiều đây ạ. Mọi người cũng đã biết đến công dụng của nụ hoa tam thất rồi đúng không ạ? Rất là nổi tiếng này. Đây là nụ hoa tam thất mà nhà em đã tuyển chọn với chất lượng rất là kỹ càng nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm của bên em. Không những là nụ hoa tam thất giúp bồi bổ cơ thể, còn là giúp chống ung thư này cũng như là giúp điều trị cao huyết áp và giảm lượng mỡ trong máu rất là hiệu quả. Bên cạnh em đây là một bình nụ hoa tam thất nhà em đã đóng gói cẩn thận nhé mọi người nhé. Hãy nhanh chóng đặt hàng để bên em có thể giao tới cho mọi người những sản phẩm nụ hoa tam thất với chất lượng tốt nhất của nhà em. Để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc là inbox trực tiếp cho bên em nha.